Bài 14. Một số dung tròn khác. Trong bài này gồm có hai phần chính. Phần 1. Tìm hiểu một số dung tròn. Các em sẽ phân biệt được các phương thức sống của một số đại diện ngành dung tròn, từ đó đề ra cách phòng chống dung tròn ký sinh như thế nào. Nội dung thứ hai, đặc điểm chung, đây là nội dung giảm tải. Chúng ta sẽ không học phần này. Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 50, kết hợp hình ảnh, thông tin ở trong sách giáo khoa. Phần lớn có khoảng 30.000 loài dung tròn ký sinh ở động vật, thực vật và người. Riêng ở người, một số dung ký sinh phổ biến và gây nguy hiểm như dung chỉ, dung móc câu, dung tóc, dung kim, v.v. Chúng đều ký sinh và gây ra những bệnh ở mức độ nguy hại khác nhau. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số đại diện thường gặp, đó là dung kim, dung móc câu, dung rễ lúa, dung chỉ. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về dung kim. Các em hãy quan sát hình 14.1. Lưu ý thông tin in nghiêng ở dưới, bên dưới mỗi đại diện. Dung kim có hình thức xâm nhập vào trong cơ thể vật chủ như thế nào nè, ký sinh ở đâu nè, gây tác hại gì. Có từ đó chúng ta đề ra biện pháp phòng bệnh ra sao, nha, như thế nào. Đây các em, dung kim là một loài dung nhỏ trắng dài khoảng 10 mm, ký sinh ở ruột già của người và nhất là ở trẻ em. Tại sao trẻ em lại bị nhiễm dung kim nhiều hơn so với người lớn? Chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc này ở phần sau ha. Đây là sơ đồ vòng đời phát triển của dung kim ở trẻ em. Hình 14.4, các em hãy quan sát kỹ sơ đồ hình này. Đây, về đêm thì dung cái sẽ liên tục tìm đến hậu môn của vật chủ để mà đẻ trứng. Như vậy thì nó sẽ gây cho trẻ em điều phiền toái gì trong giấc ngủ nè. Nó sẽ gây ngứa hậu môn, ngứa có giờ nhất định. Sau khi ngủ một thời gian ngắn, ngứa dữ dội thì trẻ có thể khóc thét vào giờ nhất định. Do ngứa thì trẻ sẽ đưa tay lên gãi và làm xây xát hậu môn gây nhiễm trùng. Hậu môn có thể xung huyết, có những chấm đỏ do dung kim cắn. Và khi mà trẻ khóc, chúng ta có thể phát hiện dung kim bò ra từ hậu môn của trẻ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Do nguyên nhân nào mà dung kim khép kín được vòng đời, hay nói cách khác là gì? Do nguyên nhân nào mà trứng của giun lại có cơ hội lọt vào trong ống tiêu hóa của người ở các lần tiếp theo nữa nè? Đó là do là gì? Nếu như người đó dùng tay gãi hậu môn có trứng của giun, sau đó cầm thức ăn, nước uống, hoặc là cái thói quen mút tay ở trẻ nhỏ, thì sẽ giúp cho dung kim khép kín được vòng đời, có nghĩa là trứng dung sẽ có cơ hội lọt vào trong ống tiêu hóa của trẻ hoặc là của người một lần nữa hay là nhiều lần nữa. Đấy các em, đây là toàn bộ vòng đời phát triển dung kim ở trẻ hoặc là ở người lớn. Như vậy, biện pháp phòng bệnh dung kim ở đây đó là gì? Đấy các em ha. Thứ nhất là tuyên truyền giáo dục nè. Nâng cao ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường không bị nhiễm phân, đặc biệt là nền nhà, giường, chiếu, quần áo của trẻ. Phải vệ sinh những vật dụng này thật là sạch sẽ nha. Vệ sinh phòng dịch như là xây dựng nếp sống vệ sinh cá nhân tốt như là cắt ngón tay, rửa tay trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn, không để trẻ mặc quần áo hở đũng. Rửa hậu môn cho trẻ hàng ngày bằng xà phòng nè, vào các buổi sáng sớm. Đấy, tẩy dung định kỳ, nhớ các em ha, phải tẩy dung định kỳ, đặc biệt là ở trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, tẩy dung 2 lần trên 1 năm và cách nhau từ 4 đến 6 tháng. Đấy là những biện pháp phòng bệnh dung đũa nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về dung móc câu. Các em hãy quan sát hình 14.2 ở sách giáo khoa, lưu ý thông tin in nghiêng ở bên dưới đại diện. Dung móc câu xâm nhập vào trong cơ thể vật chủ bằng cách nào nè, ký sinh ở đâu, gây tác hại gì và biện pháp phòng bệnh như thế nào? Đây các em, ấu trùng xâm nhập vào trong cơ thể người qua da, nhớ ha, như là kẽ ngón chân, cẳng chân vân vân, theo tĩnh mạch về tim, có nghĩa là sau khi nó xâm nhập vào da rồi thì ấu trùng nó sẽ theo máu đi về tim, phổi, lên họng hầu và được nuốt ngược trở lại xuống ruột. Thì lúc này nó
chính thức ký sinh ở tá tràng và phát triển thành dung trưởng thành. Tá tràng đó là đoạn đầu của ruột non đó các em. Nha, đó là con đường xâm nhập của nó vào trong cơ thể của người. Rồi, nó gây nên những tác hại như thế nào? Ngoài tác hại là hút máu, nó còn gây viêm tá tràng và tiết ra chất chống đông máu, chất độc ức chế cơ quan tạo máu, sản sinh ra hồng cầu, làm trầm trọng thêm tình trạng mất máu của bệnh nhân. Đấy là những tác hại của dung mốc cầu. Như vậy biện pháp phòng bệnh đó là gì nè? Đây ha, làm sạch ngoại cảnh có nghĩa là làm sạch môi trường á. Diệt ấu trùng bằng cách là rắc vôi bột ở những nơi ô nhiễm nặng nè, hạn chế tiếp xúc với đất để tránh ấu trùng nhiễm vào người bằng cách là đi ủng hoặc là mang dép, mang giày nè, đeo găng tay cao su nè, khi tiếp xúc với đất á, mà nếu đất đó bị ô nhiễm. Không phóng uế bừa bãi nè, không sử dụng phân tươi để bón cho cây trồng, xử lý phân hợp vệ sinh. Đấy là những biện pháp cơ bản nhất để phòng chống dung mốc cầu nha. Thì đến đây nè, căn cứ vào nơi ký sinh thì giữa dung kim và dung mốc cầu thì dung nào nguy hiểm hơn và dung nào dễ phòng bệnh hơn nè. Dung mốc cầu sẽ nguy hiểm hơn bởi vì nó ký sinh ở tá tràng của người, làm mất máu của người bệnh nha. Nhưng ngược lại, dung mốc cầu dễ phòng hơn bởi vì chỉ cần là gì? Mang giày, mang ủng, mang dép khi tiếp xúc với đất. Còn dung kim nó ít nguy hiểm hơn nhưng mà nó khó phòng hơn bởi vì sao? Nó lây nhiễm qua đường ăn uống hàng ngày cho nên chúng ta dễ bị nhiễm dung kim hơn. Em lưu ý nha. Dung rễ lúa. Chúng ta tìm hiểu về dung rễ lúa. Các em hãy quan sát hình 14.3, lưu ý thông tin in nghiêng ở dưới bên dưới đại diện. Đây các em. Chúng ký sinh ở rễ lúa gây thối rễ, lá úa vàng rồi cây chết. Đấy là tác hại của dung rễ lúa. Như vậy biện pháp phòng bệnh cho cây lúa như thế nào? Đây các em. Như là làm sạch tàn dư những vụ mùa trước trên các chân ruộng bị bệnh nặng nè. Khi gieo mạ chọn đất sạch không nhiễm bệnh, không nên để gốc rạ lại vì chúng sẽ mọc lúa chét hay cỏ dại cũng như lúa hoang, làm cản trở sự phát triển của lúa chính cũng như là nơi lây bệnh nhanh nhất. Khi tưới nước không tưới từ các mương rãnh đã chảy tràn vì có thể làm lúa dễ lây bệnh hơn. Có thể dùng thêm các loại thuốc để phòng trừ bệnh. Đấy là một số biện pháp phòng bệnh ở dung rễ lúa trong nông nghiệp nha. Tiếp ngay sau đây cô sẽ thông tin cho các em về một loài dung nữa, đó là dung chỉ. Xem coi chúng là ký sinh ở đâu nè, vật chủ của nó là gì và xâm nhập vào trong cơ thể của vật chủ bằng cách nào, nó gây tác hại ra sao và biện pháp phòng bệnh dung chỉ như thế nào. Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 52, quan sát cái phần mục em có biết. Đây ha. Đây các em. Đây là loại ký sinh trùng lây từ người này sang người khác qua mũi đốt. Đấy. Và phát triển thành dung trưởng thành trong hệ bạch huyết của người. Thì hệ bạch huyết các em lên lớp 8, các em sẽ học về hệ bạch huyết nhé. Bệnh dung chỉ gây ra nhiều tổn thương và khiến cho mô bị sưng phồng, hiện tượng phù chân voi và dấu hiệu ở giai đoạn muộn của bệnh. Nó tức là khi mà bệnh nặng rồi em, là nó có hiện tượng là chân phù lên nè, tay phù lên nè, vân vân, gọi là chân voi, tay voi hay là vú voi. Đấy ha. Thì ấu trùng dung chỉ là và dung chỉ trưởng thành không có ở ngoài môi trường tự nhiên mà ký sinh trong cơ thể người và trong cơ thể của muỗi truyền bệnh. Đấy ha. Như vậy vật chủ chính đó là con người và vật chủ trung gian đó là ở muỗi nha. Đây các em. Ở Việt Nam thì bệnh phát triển ở những vùng đồng bằng trung du, ở bán sơn địa hay là những nơi có nhiều ao hồ. Đấy ha, các em quan sát ở trên hình, đó là biến chứng nặng khi bị nhiễm dung chỉ. Đấy. Như vậy biện pháp phòng bệnh dung chỉ đó là gì? Động vật trung gian đó là muỗi truyền bệnh đúng không? Như vậy biện pháp nè.
Vệ sinh phòng bệnh bằng cách là gì? Ngủ màng thường xuyên để tránh mũi đốt nè, xoa kem xua mũi, phát khoang bụi rậm, khơi thông cống rãnh quanh nhà, hoặc là mặc quần áo dài tay vào buổi tối nè, vớt rong rêu và làm thoáng mặt nước ao hồ, có nghĩa là hạn chế không cho mũi đốt nè. Rồi làm như thế nào để môi trường nè, hạn chế không cho mũi nó sinh sản hoặc là đăng quăng nó phát triển nha. Thu dụng và cách ly điều trị bệnh nhân. Bệnh nhân có ấu trùng dung chỉ cần được bảo vệ và tránh mũi đốt để tránh làm lây nhiễm cho những người khác. Để các em ha, các em về tìm hiểu thêm bệnh dung chỉ này như thế nào nhé. Đến đây các em đã tìm hiểu rõ về một số dung tròn khác như là dung đũa, dung chỉ, dung kim, dung móc câu, dung rễ lúa. Các em có thể về tìm hiểu thêm một số loài dung ký sinh khác nữa. Đến đây cô có câu hỏi đặt ra như sau. Qua đó các em thấy rằng là dung dẹp thường ký sinh ở đâu và gây ra tác hại gì cho vật chủ nè. Đây ha, nó thường ký sinh trong những bộ phận giàu dinh dưỡng ở cơ thể người, động vật có, thực vật có, như là ở đâu? Ở ruột non nè, trong tá tràng nè, mạch bạch huyết nè, trong rễ lúa, vân vân. Chúng gây tác hại gì? Tranh thức ăn, gây viêm nhiễm nơi ký sinh và còn tiết ra các độc tố gây hại cho cơ thể vật chủ. Đấy ha. Như vậy, để phòng chống bệnh dung chúng ta cần có những biện pháp như thế nào? Đây là câu hỏi bài tập các em tự tổng hợp và đề ra biện pháp hữu hiệu qua cái bài giảng hôm nay. Đây là nội dung chính của bài 12. Tìm hiểu về dung kim, dung móc câu, dung rễ lúa, dung chỉ, nơi ký sinh, con đường xâm nhập và tác hại của nó như thế nào. Các em hãy ghi rõ nội dung này vào trong vở của mình. Còn đây là biện pháp phòng bệnh nói chung cho các loài dung tròn. Đó là gì? Ăn chín uống sôi nè, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, vân vân. Giữ vệ sinh môi trường nơi ở sạch sẽ bằng nhiều cách khác nhau. Các em tự thêm vào. Tiêu diệt ruồi nhặng, không tưới rau bằng phân tươi. Đúng nè. Và lưu ý một điều là phải tẩy dung định kỳ. Nhớ nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, làm câu hỏi 1 và 3 ở sách giáo khoa trang 52 vào trong vở của mình ở cuối bài. Chuẩn bị bài 15. Cô mến chào tất cả các em.